Vâng, xin chào quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Su Radio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục cập bến được một lô sản phẩm hàng loa phun. Với dòng này thì nó được sở hữu một bát 30 và một tép kèn. Với sản phẩm các bác đang xem trên màn hình nhỏ, đó là sản phẩm của dòng loa Ezic. Với dòng loa Ezic thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Với phiên bản Ezic này, nó là phiên bản nội địa nhé. Sản phẩm của nó thì cực kỳ chất, tiếng thì cực hay luôn. Thiết kế ngoại hình thì quá đẹp. Với thùng cân này, thùng cân nhá, sơn sần nhá, quá đẹp. Những sản phẩm bên em tuyển chọn thì những sản phẩm nó đẹp xuất sắc luôn. 10 đôi đẹp như nhọc cả 10 luôn nhá. Như là với lô sản phẩm này của em về được rơi vào hơn 20 cặp nhá. Những sản phẩm vài Ezic rất chi là đẹp. Bên em sẽ quay về cái tổng thể của cái lô hàng bên em về, và em sẽ quay chi tiết sản phẩm để mời toàn thể các bác xem cái ruột gan cấu hình của nó quá chất. Đây một chiếc nhá, em sẽ quay về đằng sau này. Đấy, ngoại hình nhá, và cái hậu của nó đây, phần hậu của nó hai ngõ lưu chích vào. Đấy, có mã là HK512. Với phiên bản nội địa được sản xuất tại bên Trung Quốc thì họ toàn là chữ Trung Quốc thôi, nhưng mà cái thương hiệu Ezic thì thương hiệu của Đức rồi, cực kỳ chất lượng nhá. Công suất lên đến 300W và trực kháng là 8 ohm. Độ nhạy của sản phẩm này cực cao luôn, lên đến 98 decibel, cực kỳ chất lượng nhá. Các bác có thể truy cập vào trang web là ericaudio.com này, là nó có tên công ty và chi tiết các sản phẩm của dòng loa Ezic rất nhiều các mã nhé. Nhưng với mã HK512 này thì đó là một trong những mã cực kỳ chất lượng, thùng cân và cấu hình thì quá khủng luôn. Đây là những sản phẩm bên em tháo ra thì để mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Đây là một bát 30 và một tép kèn, quá đẹp nhé. Trước mặt em sẽ đi về cái củ tép, cái phần nam châm và phần sắp từ của nó là vẫn còn rất chi là mới nhá. Và cái sắp từ nam châm này nó cũng rất chi là dày. Và công suất của dòng này thì đạt đến 60W một chiếc củ tép này. Ví dụ như BMB 5000C thì nó chỉ đạt đến 50W thôi. Dòng này công suất, cái chất lượng củ nó dày và công suất nó lớn hơn. Côn của nó cũng là côn 44 nhá, cực kỳ chất lượng, cực kỳ cao cấp luôn. Và đi về cái đặc trưng của phần bát này. Phần bát này thì các bác có thể xem trên màn hình nhỏ, đó là sắp từ ống ánh 7 màu luôn nhá, còn rất mới nhá, đẹp lét keng luôn. Đây, đầy đủ các thông số của Ezic và có cả trang web nhá, ericaudio.com này. Cực kỳ chất. Và cái bộ khung xương của Ezic này nó là xương đặc chủng riêng, xương làm rất chi là thoáng nhá, để tận dụng được hết cái lực bát khi dao động trong thùng, nó tạo cái lực âm tuyệt vời, rất chi hay. Và xương này thì nó cực khỏe, vận chuyển không lo gì gãy xương được. Với dòng côn của dòng loa Ezic này thì rất chi to rồi. Dòng này thì nó là rơi vào côn 75 rồi, cực kỳ chất lượng nhá. Với chiếc màng loa được phủ keo dưỡng gân hai trạch này, quá đẹp nhá. Màng này cũng được phủ chống nước, chống bụi, chống bẩn luôn. Các bác có thể tráng nước khi nó bụi bẩn, nhưng mà đặc biệt về cái lưới của nó, lưới này, lưới nó phủ bên trong là một lớp mút rồi, nên là cái chất loa nó vẫn còn đẹp như là mới xuất xưởng nhá, quá chất nhá. Sắt từ ống ánh 7 màu luôn, cực đẹp luôn. Dòng này thì tiếng cực bay, cực sáng, quá sáng luôn. Và đi sâu về cái phần khoang của phần bát thì đều được phủ lớp bông tiêu âm màu trắng này, bông giòn này. Bông này thì tận dụng đúng là khoang bát này, thiết kế rất chi đẹp. Và cái mảng phân tần đây, mảng phân tần hai lớp, toàn bộ linh kiện nằm ở bên dưới cái mảng này. Rất nhiều linh kiện hàng xịn của hãng, quá chất lượng. Và có cả tên logo
Eric Audio. Và những sản phẩm này thì được sản xuất vào những năm 2013. Đây ạ, có cả ngày tháng luôn. 30 tháng 3 2013. Và các bác chỉ nhìn thấy mảng pip và mạch của nó. Mạch hai lớp và toàn bộ linh kiện, vì sao họ làm ở bên trong, họ các kỹ sư họ cũng có tính toán rồi. Khi lực bát dao động nó đánh sẽ âm vào đây thì linh kiện nó đã mạch hai lớp thì nó cực kỳ chắc, nhưng mà đã bịt một lớp bông này. Thì vì sao thế? Nó có tính toán vì lực âm bát đánh không bị sợ long chân linh kiện. Đấy, họ tính này, linh kiện rất chỉ to nhá. Rất chỉ là chất lượng. Quá đẳng cấp luôn. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa Eric HK512 này thì các bác cứ alo cho em nhé. Với những sản phẩm này thì bên em đang cung cấp có giá vào 9.500.000. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa Eric, các bác cứ alo cho em qua số điện thoại 0963 11138 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và những bác khách cũng đã đến bên cửa hàng ủng hộ các sản phẩm giờ bắt đầu đến. Và những sản phẩm bên em liên tục đóng hàng, anh em cũng luôn chuẩn bị các đơn hàng cho các bác. Và những sản phẩm loa màu trắng kia, anh em cũng đang tháo ra vệ sinh. Tháo ra vệ sinh, sau bên em sẽ làm những video về loa màu trắng, loa HC nhé. Nó là một trong dòng loa cực kỳ chất lượng. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.